Công an mời người mẫu Ngọc Trinh lên làm việc. Nữ người mẫu chạy xe mô tô phân khối lớn với những động tác nguy hiểm như ngồi hai chân sang một bên, đứng lên xe giang cả hai tay, vừa bị công an mời lên làm việc. Trưa ngày 9 tháng 10, công an thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh đã gửi giấy mời làm việc đối với bà Trần Thị Ngọc Trinh, 34 tuổi, nữ người mẫu nổi tiếng để làm rõ hành vi điều khiển mô tô phân khối lớn với nhiều động tác nguy hiểm như giang thả hai tay. Tuy nhiên, nữ người mẫu này vẫn chưa tới cơ quan công an làm việc lực lượng chức năng vẫn đang xác minh làm rõ hành vi của người này. Trước đó như đã đưa tin, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh nữ người mẫu Ngọc Trinh điều khiển mô tô tại khu vực hầm Thủ Thiêm. Đáng nói, người này thực hiện những động tác nguy hiểm như ngồi hai chân sang một bên, thậm chí giang cả hai tay khi xe chạy tốc độ cao. Nhiều người sau đó đã để lại bình luận trái chiều khi cho rằng hành động của Ngọc Trinh có thể khiến nhiều người học hỏi, làm theo, dẫn tới nguy cơ ảnh hưởng tới an toàn giao thông. Cơ quan chức năng phường Thủ Thiêm và đội cảnh sát giao thông trật tự công an tỉnh phố thủ đức đã vào cuộc xác minh ngay sau đó một cán bộ cảnh sát giao thông cho biết đoạn đường nữ người mẫu chạy mô tô nằm trong khu đô thị mới thủ thiêm do công ty đại quang minh quản lý trước đó đầu năm 2021 nữ người mẫu này cũng đăng tải clip vi phạm giao thông khi chạy xe máy chở ba người không đội nón bảo hiểm thời gian gần đây người mẫu ngọc trinh liên tục chia sẻ những hình ảnh lái xe mô tô với đủ kiểu dáng gây ra tranh cãi vì quá nguy hiểm Vài ngày trước, Vũ Khắc Điệp cho biết Ngọc Trinh vừa gặp tai nạn sau khi điều khiển xe không đúng tư thế. Trưa ngày 8 tháng 10, người mẫu này đã kể lại vụ té ngã nghiêm trọng, đồng thời gửi lời cảnh báo tới những người muốn thử lái ô tô mạo hiểm.